đâu rốn vô tay vậy? Không phải, tôi đang kiếm hũ màu hồng. Lấy cái đó ra tôi đây kìa. Tự nhiên tao đang cần nó. Tao đang cần nó. Không, chứ đâu đội băng đô, chứ đội băng đô. Không phải, cái này là chơi đa phát ra bị đánh bể đầu nè, màu hồng nè. Thôi nghĩ đi, nó chơi xấu mà tôi như nữa. Thôi đi trời, thôi nghĩ đi. Gì? Dục tôi xuống xe đi. Sao vậy? Tôi muốn chết rồi. Tới nơi mà tôi phải ói đi. Sao mà ói vậy trời, làm vậy? Thôi. Rồi, tới rồi. Tới rồi. Ủa phải không? Phải. Bây giờ mình sẽ được người dân ở đây dẫn mình đi đi nặng làng nha. Ê đi vào làng nặng gốm. Nói đi nặng làng. Chợ gốm làng cổ Bát Tràng nha mọi người. Để coi có sẽ có cái gì thú vị ở đây. Mỗi bạn một bàn hả? Ừ. Rồi vô lớp mấy đứa. Rồi bây giờ gia đình em sẽ bắt đầu vô lớp học nha mọi người. Dạ vâng ạ. À, em chào cô. Nói nhiều hồi ghi số bài giờ. Em nặng trái bóng. Em nặng trái bóng luôn ạ. Trái bóng ạ. Hai đứa mày nặng bóng hả? Cái này là đất gì chị? Đất sét hả chị? Cái này hồi cho em xin miếng về em bọc hột vịt nướng ăn ngon. Rồi quậy. Từ từ chưa, cô chưa dạy mà. Mấy đứa sao vậy? Cái gì vậy? Mẹ tao chọc tao quay cái đất để giữa bàn để vỗ xuống để cho nó đỡ bị bay ra ngoài. Nó ông sẵn tay vào nước, em còn rất tròn tiếp. Cho nó nổi cái tâm giữa thì người ta cũng xe lên chứ. Ủa sao chị ra vậy? Sao nhanh vậy chị? Sẽ quay tới với mẹ luôn. Nó lên này. Mình kéo lên. À kéo lên từ từ. Nếu mà mình muốn làm cái cốc thì mình phải kéo cao đất lên. Cứ ôm vào cái đồ cho là hai gói. Cái đi từ dưới nhá. Em vô xuống bàn cho nó bám vào bàn. Đổ xuống bàn. Ê đã không? Thả tay ra. Thì em ngả cái tay ra cho nó. À nếu làm bác thì ngả tay ra. Còn không muốn rộng nữa mình lại ôm hai tay lên này. À. Em chỉ làm tâm. À đây nè, nó sẽ xoay theo tay mình nè mọi người. Trời đã. Em làm cái quặng được không chị? Cái gì? Cái quặng á. À cái này gọi sao ta? Chắc chị không biết đâu. Nè đã quá à. Đất mình là cái nước của cái tay có dính nước là đi tới đâu là cái đất nó mềm ra tới đó luôn mọi người. Quay nè. À. Kia cái gì trời. Đâu? Kia làm cái gì? Hả? Chị đang làm cái chén con cơm đó mà sao mà nó ra cái này cái gì? Nè. Ai da mũi. Thấy chưa, chị cho em xịn ít quá mà. Ủa sao cô làm hay gì? Cô đợi tôi. Trời ơi cái cô nó mới làm xong đó. Trời chị đến mới chọc em con lỗ đúng không chị Gục? Được đó chị nghe em vậy hả? Trời ơi cái chén đừng cái gì. Ôi da ngứa. Ủa cắn. Tôi giỏi lắm. Hi ơi của Hi giống như của em rồi, Hi ít đất sét quá. Nè tí. À. Đây nè. Xui rồi chén bể. Rồi bể chén luôn. Bể chén luôn. Rồi. Ê rồi này, rồi ê ra xuống. Ê đây nè. Cô Sáu về. Cô Sáu về nó bị lộn tay. Nè, của tôi là đẹp nhất. Chị có mình có cắt xẻ táo bạo gì không chị đưa đem. Nè của tôi nè mọi người. Cái này là cái gì trời? Tôi cũng biết nó là cái quay cái bánh xẹt ra đây trời nè. Chị của em vậy còn xanh hả chị? Chị của em vậy còn xanh hả chị? Ví dụ như em muốn làm cái gì mình làm cốc hay là cốc hả chị? Đấy thì mình tùy cái độ cao mà mình sẽ kéo lên. Ví dụ như em thích làm cao nữa thì em cứ kéo đất lên cho nó cao lên. Rồi cứ đi từ dưới. Cái nghề này cũng nhàn quá chị ha. Ngày em làm chắc có được một cái á. Đi kéo lên. Mình kéo từ dưới này cho nó mỏng lên. Cái từ dưới cho nó mỏng lên. Từ kéo lên. Chị làm lại chị một cái sao gì hả chị? Có chồng cô. Chị nói rồi. Muốn coi chừng ra ngày khác nha. Không được rồi. Ê chị ơi, chị cái bánh kẹp đó. Chị đó. Hồi nó có vô móng tay. Rồi. Rồi. Chị thấy đẹp quá kìa. Tính nào cái cốc của ta cái gì á. Rồi anh ơi, quá rồi ra rồi cái chén rồi anh ơi, xây giùm em bụng nha anh. Đấy ôi, mấy cái bát này giống mấy cái bát của chú thầy chùa quá vậy. Anh làm không? Không. Tròn thì nó phải tay. Tay chị cũng đẹp lắm nha. Kéo hơn đi. Hả? Cô ơi, nó ra cái hình gì vậy cô? Cái này nhiều khi là mình xách dép cho boss à. Đúng rồi đấy. Boss khoái cái này lắm á. Rồi cô nha. Nghĩa là boss nó làm khéo á, bảo đảm cái gì luôn. Xong rồi nha. Ra hình con ốc nè. Cái này gọi là ốc bu nè, dưới quê tôi kìa. Tôi xong rồi đó. Ốc bu nha. Nè, giới thiệu tác phẩm của mình đi, đây là cái gì? Chưa đây là không phải, hồi nãy là đang làm. Quay đi em vuốt cho. Hồi nãy là đang làm cái chén. Xong cái Nghi khuyến mãn cho miếng cơm. Là cái chén cơm này đó. Đúng rồi, cái chén cơm. Trời, ăn cơm nhiều dữ ạ. Rồi chúc cho thêm cục thịt kho. Đâu làm cục thịt kho, nắng cục thịt kho đi. Thôi cái đó khó quá. Thôi mình ăn xung không đỡ đi. Cái này là làm hình gì chị? Đào. Đây là bước đầu để làm thành sản phẩm thôi. Sao chị làm cái gì? Làm cái ly mà cái chén lên. Kem á. Hũ kem á. À mình kéo lên vậy hả? Mình phải nhẹ thôi. À. Làm màu. Mình lại tiếp tục cho tao là kéo từ dưới lên. Cho nó tròn nữa rồi nó thành cái gì nữa này. Anh đi em xem quá. Tay kéo từ dưới lên. Hay quá ha, nó đang bè cái chị vuốt một cái nó tròn lại luôn. À cái này là làm gì chị? Cái này là cái ly. Không, ý nói cái cây này nè. À, cây thì cắt cái miệng cho nó bằng. Cái miệng nó đang chưa bằng ấy. Thì sẽ cắt thì... Cho con ăn, sức của man nè. Đẹp là vừa, khá là đẹp. Một cái miệng sổ đi. Khi nào? Lấy nữ hả? Khi nào? Khi nào? Vậy là cái ly đó hả chị? À là một cái ly thành phẩm là nó là vậy luôn. Đây cái gì cái này? Đúng chị. Làm sao để được cái vân này? Đây cái này có vân mà, cái tay mình kéo lên là nó thành vân đấy. Cái này được chưa em? Rồi tí nữa mình sẽ tôi chị đi mang đi sấy tí nữa mình tô nhá. Dạ. Ok. Đây là cái ly thành phẩm mà chị và mình cùng làm, chị làm nhiều hơn mình. Đây nha mọi người. Rồi chị đi sấy hả chị? Đi. Đem cầm luôn cho. Ơi, đi sấy kìa. Không, đang quen thiệt. Đó. Mình sẽ ướp tô dễ lắm, tô hoàng mắt màu đen là xong rồi. Đây. Đúng không? Đúng. Nè, xác ướp là gì? Là tô hang mắt màu đen là xong. Đúng rồi. Hai đứa tôi thông minh chưa? Là cái con mắt màu đen nó như vậy. Cái con nó màu xanh. Cô không có tuổi thơ cô bất hạnh. Màu đen đâu vậy đó? Tuổi thơ đi bắt vui vàng đó cô. Vậy hả? Chồng tôi không nói tới ai hết trơn, đằng hồi giật giải đó. Thì ghê vậy. Tôi thấy nha. Thật sự không công bằng ở đây. Sao không công bằng? Ôi chết mẹ rồi. Liễu quá, tôi vừa đi quay cho cô Liễu tô hai mắt con này của tôi màu tím này. Sao? Như là cái con mặt khóc mà cười vậy đó cô. Rồi sao? Sao tác phẩm của bạn mà quậy vậy? trừ 3 điểm thanh lịch cho tôi. Rồi hai tôi xong. Xong. Vậy đấy. Thấy cái tượng của hai tao không? Xong. Xong. Xong rồi đó. Ủa, xong cô định đóng phim kinh dị gì vậy? Vậy thì này sắc ướp mà, thì hai mắt mà. Xong rồi. Xong rồi. Sắc ướp mà. Sắc ướp mà có thấy sắc ướp ra mà có màu không? Có màu xám. Sắc ướp màu xám. Nhỏ này bị mù màu. Cái băng mà ta băng nó màu da. Không, cái đó là cái băng nó là dơ, nó chưa có giặt, còn cái này là giặt rồi. Ghê chưa? Cái này là có tẩy rồi nên nó trắng. Sắc ướp và gửi đồ đi giặt ủi ha. Đúng rồi. Hay bây giờ mình tô cái miệng nó màu nó đi, màu đỏ đi. Thôi, make up cho nó đi. Màu đen. Màu đen luôn phải không? Ê mà có khéo không? Chắc cũng khéo. Ủa khoan, mình tô cái miệng là mình cứ vậy đấy. Nè con là tí mít với nhau nè. Hai đứa pháo nó họ ăn ý lắm. Nè. Cái miệng mắt con nó đi như vậy. Rồi, xong, tác phẩm mình đã hoàn thành. Xác ướp. Xác ướp này là có đeo khẩu trang nha. Nó phá cô cũng vô tay vậy? Không phải, tôi đang kiếm hũ màu hồng. Lấy cái đó ra tô lên kìa. Tự nhiên tao đang cần nó. Tao đang cần nó. Không, cho nó đội băng đô, cho đội băng đô. Không phải, cái này là chơi phá ra bị đánh bể đầu nè, màu hồng nè. Ra máu nè bị chơi này chơi xấu nè đó. Không không, từ cái con cái này là từ cái con xác ướp mình sẽ biến qua cô bé hoàng thân đỏ. Nè đổi khăn lên, đổi khăn lên. Thôi nghĩ đi, nó chơi xấu mà tôi như nó. Thôi đi trời. Thôi nghĩ đi. Xin mời các bạn nhỏ chiêm ngưỡng cái món cái tác phẩm của mình. Cái món hả? Cái tác phẩm này mình ra bán với giá là 1 triệu cành. Ai mua thì các bạn cứ inbox cho vợ mình sẽ gửi trực tiếp nha. Triệu cành là gì má? Cành cây á hả? Sao nó khóc vậy? Ta phải có hai giọt nước mắt chảy với phần cái miếng bằng cái nhầm này nè, con này bị mù nè. Đó, rồi xong. Con tôi không ai phá được cái màu quá đậm. Tôi thắng. Hả? Không sợ nè. Nó sợ em á. Rồi con mình thắng rồi. Nó đẹp đặng ngon mấy đứa nhỏ nó coi. Sao vậy trời? Nè của ông ta nè thấy không? Thiệt cái bộ đẹp nhất cái bộ. Nè. Đó. Đẹp cho mọi người. À những cái chất liệu ở đây là vẽ bằng vàng 24K nha mọi người. Vàng 24K. Cái này là... Nguyên một cái trang này là bao nhiêu biết không? 250 triệu. Cái này là mạ vàng lên hả chị? Vẽ vàng hả? Dạ. Tiên nhìn thấy vợ ngày xưa có vào đây nhiều nhưng mà chưa có thứ này. Đây nè. Trời đẹp ghê luôn. Bộ đẹp nhất từ nhà em là Ti ơi. Giác vàng. Con này bao nhiêu tiền chị? Con đấy là 1 triệu. 1 triệu hả? Giác vàng. Ủa cái đó là gì anh? Chỗ mình ngồi nhậu không ta? Cái đó là thủy đình. Người ta sẽ... Cái này nó là thủy đình. Thường thường là bên ngoài Bắc này những cái thủy đình này sẽ để cho diễn múa rối. Múa rối nước. Bữa nay chắc không có đâu á. Đây không có. Cô nhìn số lượng người là cô biết rồi. Ôi trời, chú ngồi trước cửa.